cũng bắt đầu trong trận đấu mà tất cả chúng ta đã từng đấu này. Valencia. Có thể dứt điểm ngay. Bóng được chuyền cho, cố gắng để vô lê. Vào! Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Chúng ta sẽ ngay với pha quan trọng. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt bóng sớm của cầu thủ. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này, đó là pha dứt điểm rất tốt. Valencia. Chuyền bóng lại. Chuyền đi. Goretzka. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Có thể sẽ có thẻ vàng. Một chiếc thẻ vàng chắc chắn là như vậy. Cardona. Ronaldo. Cantona. Marcus Llorente Moreno. Để là lúc cần giảm nhịp độ trận đấu lại. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Chênh cột rồi. Ronaldo. Goretzka. Cũng đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Goretzka. Trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Ồ, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Thế rồi, Phạm Hay Dần sẽ cho chúng ta thấy đường sự yếu kém của một người trong bàn thắng này. Cũng không hẳn đâu, đó là đường căng ngang rất tốt. Hàng hậu vệ đã làm hết sức của mình. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Ronaldo. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Anh ấy sẽ truyền lại cho thủ môn. Denzel Dumfries. Cantona. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Ôi, bóng đã được giữ lại. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Kaká. Căng bóng vào đi. Mất bóng trong vòng cấm. Cản bóng tốt. Cần phải tập trung phòng ngự thật tốt ở pha phản công này. Anh ta đã chuyền được bóng cho đồng đội của mình. Và anh ấy đã lấy bóng vào một pha can thiệp rất tốt. Ronaldo.
Và chúng ta sẽ trở lại với sân vận động Santiago Bernabeu để đến với hiệp 2 của trận đấu. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Ronaldo. Qua người rất hay. Sút. Như vậy là họ đã vươn lên dẫn trước. Đây là hậu vệ, người luôn muốn làm điều gì đó bất ngờ mà anh ta đã làm nó thật tuyệt. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Tiếc là Mendy. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Một pha bóng an toàn. Goretzka, Varane, nguy hiểm. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Sóng gió tạm thời trôi qua. Cần phải tắt ngay. Vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Marcus Llorente Moreno. Ronaldo. Marcus Llorente Moreno. Có thể tạt bóng. Thật tốt cho thủ môn, cú đá trúng cột. Và đây là cú sút. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được, đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Trận đấu có tính chất giải trí, tỷ số được cân bằng một lần nữa. Marcos Llorente Moreno. Vào rồi. Bàn thắng. Bây giờ anh ấy đang ăn mừng. Đồng đội của anh ta cũng đã sẵn sàng chạy lại ăn mừng. Một bàn thắng rất đẹp. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Tình huống lấy bóng của Nacho Fernandez. Kaká. Tavares. Benzema. Chiếc xe lát hai tầng vững chắc đang được dựng lên. Cardona. Marcos Llorente Moreno. Đếm ngược 10 phút cuối cùng. 0:09. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Không ai ngăn cản. Thủ môn chạm tay vào bóng làm đường hướng nhưng vẫn bị bóng giành. Nếu bạn không đến một nữa thì tỷ số là 4-2. Ronaldo. Thank you.
tăng tốc. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Có hy vọng mới. Họ đã gần như trở lại. Vâng, tôi nghĩ trận đấu này đã được an bài. Nhưng bàn thắng ấy đã làm cho trận đấu sôi động trở lại. Cristiano Ronaldo đang thi đấu với sự tự tin rất cao trong chiếu này. Thời gian dư giờ của trận đấu này là 2 phút. Các bóng vào đi. Valencia. Valencia. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục. Bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Bị thủng lưới vào lúc này. Varane vừa có pha phóng lên. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Varane. Dịch vị rồi, chắc chắn là đã có dịch vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Chuyền bóng lại. Anh ấy đã cướp được bóng. Valencia. Alaba. Antonio Rüdiger. Alaba. Chuyền bóng lại thành công. Theo Hernandez. Varane. Goretzka. Bóng bay thẳng tới vị trí thủ môn. Quả đá phạt này. Goretzka. Cuộc
cú sao bóng rất mạnh và đá cứ đầu bóng. Cơ hội từ đường chuyền. Cần phải làm tốt hơn theo những cái bản công như thế này. Đúng là như vậy, bóng đá hiện đại đang ngày một cơ hội rõ ràng như thế này. Vì thế, bạn không được hoang phí, ít nhất là theo cách như vậy. Cơ hội. Ồ, quá sớm, việt vị. Theo Hernandez, trọng tài quyết định thời gian phút giờ là 3 phút. Ronaldo, Goretzka, Cantona, Varane. Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Vâng, anh ta dính mấy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Denzel Dumfries, Ronaldo, Goretzka, Valencia. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Một lần nữa cơ hội đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Alaba. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Một pha phòng ngự rất tốt, họ không thể tấn công. Valencia. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Cần phải kéo dán hàng phòng ngự đối phương ra trước. Valencia. Tăng tốc. Sút đi. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh đã có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Valencia. Đường chuyền xuất sắc. Nguy hiểm. Vào đi.
Essien. Ronaldo. Các bóng vào đi. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Goretzka. Đây là pha tấn công bất ngờ. Hãy nhìn pha ném biên này xem. Ronaldo. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Theo Hernandez. Lại một đường chuyền tốt. Có vẻ như ngày hôm nay cầu thủ thích nghi với mặt sân rất tốt. Các đường chuyền trở nên rất chính xác. Và đây là cú sút. Chấp nhận một pha phạt góc. Varane. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Sút. Họ vẫn đang dẫn trước một bàn. Và lẽ ra họ đã thể nâng điểm dẫn trước lên thành hai bàn. Hoàn toàn có thể nếu cơ hội ngon ăn vừa rồi được tận dụng thành công. Đã sát giờ nhưng đội chủ nhà vẫn đang vật lộn để tìm hình bóng của chính mình trong trận đấu này. Đúng là như vậy, có cảm giác như sự ủng hộ từ khán đài giờ đây đã trở thành áp lực mất rồi. Theo Hernandez. Tình huống khá nguy hiểm. Bóng sút đi. Một tình huống phản công rất sắc sảo, không có đáng nào ghi. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng pha dứt điểm đi chệch khung thành trong găng tấc rất đáng tiếc. Marcus Llorente Moreno. Rất nhanh. Sút. Ôi, đó là cột dọc. Chuyền bóng lại. Eden Hazard. De Bruyne. Eden Hazard. Chuyền bóng lại thành công. Một pha tạt bóng tầm thấp. Anh ấy có thể sút. Vào. Một đường tạt bóng xé toang phòng ngự và giữ điểm tốt. Một chút tốc độ để vượt qua hậu vệ và đón bóng ghi bàn. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0.
check the mic and make sure it sound right, boys. Đây rồi. Thật tuyệt kỹ sút. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Hay là tức đã có bàn thắng trên bàn tỷ số 1-0. Người đang giữ bóng là Goretzka. Valencia. It sound right, boy. Goretzka. Có thể tạt bóng. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Sút đi. Tuyệt vời. Quần thắng vui của mắt của Goretzka. Anh ấy đã có cú đúp của nó thật tuyệt vời. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Đây Havertz. Nên là một cơ hội. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là nguồn thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Một trận đấu phi thường ở đây. Hai đội đã chơi rất tốt. Họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Denzel Dumfries. Một quả ném biên. Thời gian của trận đấu không là nhiều và pha ném biên được hiện rất nhanh. Antonio Rüdiger. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Một pha phóng an toàn. Pha bóng tốt. Có thể sẽ là một pha bật tường. Ronaldo phản công. Cơ hội. Chút. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Fernando Torres. Goretzka.
going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm faking it. I'm a kingdom for the taking. Marcos Llorente Moreno. Anh ấy đã cướp đội bóng. Ronaldo. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Sóng gió đã nổi lên. Tắt bóng đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Thank you.
Hay là bên dọc, và sau đây là pha ném biên. Valencia, Goretzka, Goretzka bật tường. Valencia, Ronaldo, Michael Ballack. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Có thể dứt điểm ngay, có thể tạt bóng và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó sẽ là một quả phạt góc. Làm cách nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Phối hợp tốt. Và đây là cú sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Chuyền và cuối cùng là bàn thắng. Vâng, họ được bóng. Đó là những gì ta như bàn thắng này. Tỷ số được mở 1-0. Didier Drogba. Khoanh nhà phát. Dư cầu. Hàng thủ đã ngăn chặn kịp thời pha nguy hiểm đó. Ronaldo. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Họ đã chơi tuyệt vời, đường chuyền rất tốt để vượt qua. Anh ấy có thể sút. Không có bàn thắng. Rất đáng tiếc rồi, và bàn cầu mẫu 1. Đúng là như vậy. Có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Antonio Rüdiger. Diego Silva. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Didier Drogba. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Goretzka, Ronaldo, những pha sút đi quá tuyệt vời. Trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Tỷ số là 1-0. Chuyền bóng lại. Antonio Rüdiger. Thời gian bây giờ sẽ là 2 phút. Cầu bóng vào. Và đây là cú sút. Bàn thắng chưa đến thì
Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Một set. Phanh là phát. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Giữa cầu. Sút. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Goal for Chelsea in the 50th minute. Number 12, Joe Cole. Goretzka. Nguy hiểm. Rất an toàn. Denzel Dumfries thật gọn gàng. Ronaldo đột phá, một pha dứt bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Eden Hazard. Phanh là phát. Eden Hazard. Sút đi. Quá đẹp. Thủ môn không có cơ hội nào trong tình huống này. Hoàng rất độc đáo. Hoàng thi điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Wow, một lần thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào góc dưới cầu môn. Goretzka. Ronaldo. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Phá bóng, nguy hiểm đã qua. Marcos Llorente Moreno. Varane. Goretzka. Ronaldo. Tăng tốc. Thật tuyệt kỳ sút. Ghi bàn. Vâng, đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Yeah, anh ấy xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Có rất nhiều bàn thắng trong ngày hôm nay. 3-2. Michael Ballack. Didier Drogba. Chuyền bóng lại thành công. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những đôi chân run rẩy của cầu thủ bên kia kìa. Họ không thể nào. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Valencia. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Và bây giờ là một quả ném biên. Valencia. Denzel Dumfries. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Thank you.
anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Cản bóng tốt. Phải ghi được bàn từ tình huống này. Tạt đi. Đây rồi, bàn thắng. Qua rồi. Tinh thần cả đội đang lên rất cao. Họ có thể chiến thắng trận này. Họ đã thi đấu cố gắng để cân bằng tỷ số và cuối cùng nó đã đến. Họ hay ghi bàn như vậy trong những tình huống như thế này. Đội bóng này đã chiến đấu kiên cường và chiến thắng này. Bóng được qua đó. Denzel Dumfries. Goretzka. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Không ai ngăn cản. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Nguy hiểm. Rất tốt, bàn thắng này được rất nhiều. Bàn thắng, khán giả đang bùng cháy. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Ronaldo. Và đây là cú sút. Và anh ấy đã bỏ lỡ nó. Tình huống khá nguy hiểm. Bóng được chuyền cho Cristiano Ronaldo. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Vẫn tiếp tục là phạt góc. Áp lực rất lớn từ đối phương và bóng đã ra ngoài sân. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Ồ, đó là pha phóng tuyệt vời để ngăn chặn được tấn công. Ronaldo. Goretzka. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Oh, anh ấy đã sút rất tốt nhưng không trúng mục tiêu. Cavani. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Valencia. Denzel Dumfries.
rất tốt. Cần phải tắt ngay. Họ có khoảng trống ở cánh. Đây là anh ta phải đứng cùng hàng hậu vệ đối phương nhưng anh ta không thể làm được điều đó trong suốt thời gian. Luka Modric. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Ronaldo. Đây rồi. Wow, một bàn thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào dưới cầu môn. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Đó là phản ứng tuyệt vời. Roberto Carlos. Benzema. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đá. Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Cantona. Denzel Dumfries. Goretzka. Varane vừa có pha phóng lên. Goretzka. Cantona. Chuyền sang phải không? Tắt đi. Cruz mở đường. Căng ngang, thật tuyệt khi sút. Ronaldo. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Bóng đã ra biên, vẫn còn nguy hiểm. Anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu vào bằng đầu. Đây là cái người ta gọi là quái vật trên không. Về vạch xuất phát thì số đang là 2-1. Đó nên là một cơ hội. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trận đấu phi thường ở đây, hai đội đã chơi rất tốt, họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Đã có một tình huống biệt vị. Vâng, một tình huống biệt vị khá rõ ràng.
có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Valencia. Goretzka bật tường. Tati. Đây chắc chắn là một trong đội tốt nhất mà ta nên tận dụng. Hãy cùng theo dõi chúng này. Qua. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi hướng trên sân. Valencia. Sút bóng không vào lưới. Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Marcos Llorente Moreno. Có cơ hội ngay bây giờ. Vào rồi. Đây là pha bóng phá vỡ thì tất cả trận đấu. Mình rất muốn mình có thể ghi được một bàn thắng như thế này. Đây là siêu dẫn của một trận bóng đá. Đội bóng được cho lấy cơ hơn có thể giành chiến thắng và họ đã thực hiện điều đó với bàn thắng ở những phút cuối trận. Vâng, tôi nghĩ đó là một phút tỏa sáng của cả một tập thể rất tuyệt vời. Vâng, chúng ta có thể hiểu được vì sao anh ấy và đồng đội đem được thắng như vậy. Đây là bàn thắng rất quan trọng. Cần phải làm gì đó khác hơn để thay đổi cục diện trận đấu này. Đó là gì mà khán giả chủ nhà đang gào thét? Phải là như vậy. Sút đi. Vẫn không có bàn thắng. Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Goretzka. Có thể đẩy sang cánh. Messi. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Rồi.
người đội trưởng đã ghi bàn thắng rất đặc biệt. Đó là bàn thắng quan trọng, cầu thủ dẫn dắt đội bóng vào những thời điểm quyết định và đánh dấu tầm ảnh hưởng của anh ta. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Biết vị, đó là quyết định của trọng tài viên, có vẻ ông ta đã thấy được rất rõ ràng. Denzel Dumfries, Cardona, Messi. Đây là pha tấn công bất ngờ. Hãy nhìn thằng này bên này xem. Rất nhanh, quả ném biên được hiện ngay. Varane. Nguy hiểm quá, Varane đã bị vượt qua rồi. Ghi bàn. Ngay lập tức họ đã còn bàn tiếp theo. Thật tuyệt vời. Bàn thắng cho thấy khí thế hưng thực của các cầu thủ. Tỷ số hiện tại là 2-0. Cú xoay bóng tốt nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc, đó là một pha ném biên. Goretzka, cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Không ai ngăn cản. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ tra được quả bóng. Bắt bóng. Từ vị trí này, có lẽ họ sẽ làm được gì đó trước khung thành từ pha ném biên này. Trận đấu đã được trở lại ngay với pha ném biên rất khẩn trương, rất an toàn. Có cơ hội ngay bây giờ. Tôi biết rằng nguồn thắng lúc này có thể sẽ không thay đổi được thế trận ngay, nhưng nếu không ghi bàn thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đúng là như vậy, khi bạn đang bị dẫn trước như thế này thì điều đầu tiên cần nhớ là bạn không được phép phung phí những cơ hội của mình. Goretzka. Đá phạt. Valencia. Cardona. Sút. Bật rất tốt, dứt bóng thấp. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Goretzka. Goretzka. Trọng tài báo hiệu còn 3 phút bây giờ. Một cú sau bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. Đây là pha tấn công bất ngờ. Hãy nhìn pha ném biên này xem. Đây rồi. Lionel Messi. Vào. Rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng một cú vào. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo hòng hút và bay vào lưới. Thank you.
bắt đầu. Chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Truyền sang phải không? Đánh đầu phóng thành công. Messi. Và dứt điểm thiếu chính xác. Ronaldo. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Thật gọn gàng. Sóng gió tạm thời trôi qua. Valencia. Ronaldo. Oh, quá sớm, việt vị. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc, đó là một pha ném biên rất nhanh, quả ném biên được hiện ngay. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Sút, ghi bàn. Cả đội đã không bỏ cuộc, hai đều. Tôi nghĩ trận đấu bắt đầu hấp dẫn từ đây. Vẫn đang tiếp tục tấn công. Thì bạn nghĩ rằng bạn đang an toàn, nhưng nếu chủ quan có thể bạn sẽ thất bại. Tỷ số đưa ra bằng hai đều rất hấp dẫn. Chỉ còn 5 phút thi đấu, một bàn thắng vào lúc này có thể sẽ ấn định kết quả trận đấu. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Anh ấy chơi rất tốt. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút giờ nữa. Vẫn chưa hết giờ. Phối hợp tốt. Đã có bàn thắng. Đây là pha ghi bàn giúp họ vươn lên dẫn trước ở những phút quyết định này. Rất nỗ lực, đội bóng đã hoàn thắng vào cuối trận. Vâng, họ tin rằng họ vẫn có thể cố gắng
và giành chiến thắng ngay bây giờ. Tinh thần đang lên rất cao. Đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng. Đó chính là dấu chấm hết đối thủ.